Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Thanh Chương. Sáng ngày 8 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kế hoạch chuyển đổi số huyện Thanh Chương đến năm 2025 và phát động ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 năm 2024. Về dự có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các thành viên trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện, đại diện Bảo hiểm xã hội, Điện lực Thanh Chương, các chi nhánh Ngân hàng Thương mại và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn. Ở xã có các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, công chức văn phòng thống kê, cán bộ công chức, viên chức, phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo mật thông tin. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện nhấn mạnh, chủ đề của công tác chuyển đổi số năm nay là hướng trọng tâm vào kinh tế số, hạ tầng và ứng dụng sáng tạo số để thúc đẩy phát triển kinh tế số. Tại hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự kết quả công tác chuyển đổi số theo kế hoạch số 174 ngày 10 tháng 10 năm 2022. Trên 4 lĩnh vực, đó là phát triển hạ tầng để phục vụ chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, 3 trụ cột chính của chuyển đổi số, đó là kinh tế số, chính quyền số và xã hội số. Qua 2 năm triển khai thực hiện, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác hạ tầng phục vụ chuyển đổi số được đẩy mạnh, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan đơn vị được chú trọng. Số máy tính trang bị cho cán bộ công chức viên chức là 934 chiếc, có 173 đường truyền Internet tốc độ cao tại các cơ quan đơn vị. Về hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại địa phương, số trạm phát sóng mạng thông tin di động là 285 trạm, số hộ gia đình trên địa bàn sử dụng Internet cáp quang là 29.659 hộ, có 191 trên 191 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã kết nối Internet cáp quang. Kinh tế số được đẩy mạnh, tỷ lệ người dân không dùng tiền mặt thanh toán ngày càng cao. Tổng số người dân từ 15 tuổi trở lên có sử dụng điện thoại thông minh là 140.487 người. Có 13 trên 34 sản phẩm được giao dịch trên sàn thương mại điện tử. Số người dân thuộc đối tượng chính sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đã được cấp SIM điện thoại miễn phí sử dụng Internet theo chương trình viễn thông công ích VNPT là 2.304 người. Số đối tượng là người có công và bảo trợ xã hội được cấp tài khoản ngân hàng để chi trả tiền trợ cấp hàng tháng qua ATM là 7.023 đối tượng, trong đó đã thực hiện chi trả là 2.670 đối tượng. Các hoạt động về chính quyền số tạo được nhiều dấu ấn. Từ khi triển khai thực hiện kế hoạch 174 của Ủy ban Nhân dân huyện, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 79.829 hồ sơ qua dịch vụ công. Hiện nay tất cả các lĩnh vực có phát sinh phí, lệ phí đều được triển khai thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến năm 2024 đạt tỷ lệ 65,74%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 65,3%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 49,6%. Trong đó năm 2024 đạt 96,95%. Đến nay các cơ quan đơn vị trên địa bàn đều sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice, tỷ lệ ký số 97,7%. Công tác phát triển nguồn nhân lực được quan tâm. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ công chức trên địa bàn. Trong đó tập huấn trên nền tảng OneTouch của Bộ Thông tin và Truyền thông với gần 3.500 lượt người tham gia. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã và tổ công nghệ số cộng đồng với số lượng tham gia là 1.639 người. Nhờ thực hiện đồng bộ và giải pháp nên tổng chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công đến tháng 9 đứng thứ 6 toàn tỉnh. Năm 2022, huyện Thanh Chương được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DPI đạt 819,9 điểm, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện đã biểu dương những kết quả mà các địa phương đã giành được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tận mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp thực hiện với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nâng cao hơn nữa hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng để đẩy nhanh công tác chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế xã hội huyện nhà phát triển.
Ngày 7 tháng 10, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc nhóm 3 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Lê Thị Hồng Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Ngô Bá Cường, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh. Trong thời gian 2 ngày học tập, 100 học viên đã được các giảng viên của Trường Chính trị tỉnh trực tiếp trao đổi 6 chuyên đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở Nghệ An, cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển liêm chính, hành động phục vụ nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương hiện nay. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Chiều ngày 8 tháng 10, Hội khuyến học xã Thanh Thịnh đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại diện Ban dân vận huyện ủy, Hội khuyến học huyện cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã tới dự. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại đại hội đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội khuyến học xã Thanh Thịnh đã bám sát nghị quyết đại hội Hội khuyến học các cấp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đại biểu Hội khuyến học xã nhà khóa 4 đã đề ra. Đó là hội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác khuyến học khuyến tài, tổ chức phát động sâu rộng tháng khuyến học khuyến tài, hiệu quả và có sức lan tỏa. Phong trào xây dựng gia đình hiếu học được đẩy mạnh, toàn xã có 1.250 trên 1.664 hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học tiêu biểu như gia đình các ông Nguyễn Văn Tiến ở thôn Sơn Thịnh, Nguyễn Văn Hòa ở thôn Phong Thịnh, Phan Văn Thắng ở thôn Trung Thịnh. Mỗi gia đình đều có từ 2 đến 3 con đậu vào các trường đại học. Phong trào xây dựng dòng họ khuyến học, thôn và đơn vị khuyến học được chú trọng. Hàng năm các dòng họ và thôn xóm đều tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các em có thành tích xuất sắc trong học tập vào các ngày lễ Tết và rằm Trung thu. Phong trào xây dựng quỹ khuyến học được đẩy mạnh. Đến nay tổng nguồn quỹ hội đạt gần 190 triệu đồng. Công tác xây dựng củng cố tổ chức và phát triển hội được quan tâm và thực hiện kịp thời. 6 trên 6 chi hội thôn xóm và 3 chi hội trường học tổ chức kiện toàn đúng theo quy định. Nhờ làm tốt công tác khuyến học khuyến tài nên đã góp phần động viên khuyến khích các em học sinh vươn lên đạt kết quả cao trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học trên địa bàn xã. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đại hội cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới, đó là 80% gia đình đạt gia đình hiếu học, 6 chi hội và 2 dòng họ đạt danh hiệu khuyến học. Hàng năm có 100% chi hội xây dựng quỹ khuyến học từ 10 đến 15 triệu đồng, dòng họ xây dựng quỹ khuyến học từ 5 đến 10 triệu đồng, quỹ khuyến học xã đạt 30 triệu đồng trở lên. Các chi hội đều tổ chức khen thưởng và động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào khuyến học. Kết thúc đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.